Vâng, xin chào bác bên kia xe lạc. Và hôm nay giới thiệu bác một em siêu phẩm đến từ thương hiệu Gian, dòng xe đốt bay, dòng xe đua. Bác nhìn dòng xe đốt bay đua full carbon, composite, dòng Gian TCR Advent. Thì đây Advent thì em đã về một vài chiếc rồi. Thì đây là cái model cao cấp nhất của dòng xe Advent, dòng Advent 0. Thì Advent thì em được giới thiệu qua bác thì Advent thì nó cũng giống như cái dòng xe SL, SL1, SL2 và Advent thì Advent 0123. Thì trong đó thì càng số lên cao thì cái model xe chất lượng sẽ thấp hơn được cái model số thấp. Đây là Advent 0 bác nhá. Có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm mẫu sang TCR Advent 0 dòng cao cấp nhất mà bên em mới về trang bị với group 1.5. Và bây giờ xin mời mình đã có thể giới thiệu chiếc xe. Vâng, các bác có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm về cái dòng Gian TCR Advent 0. Thì sẽ xuất hiện lên rất là nhiều các website chính hãng của Gian Basico, mẫu Gian quốc tế, rất nhiều website giới thiệu qua. Thì Gian Advent 0 này thì có rất nhiều các model của xe cũng là Advent 0 thôi, nhưng mà có model của năm sản xuất của xe, như là năm 2014-15 đến 2020. Cái model của em giới thiệu qua bác thì nó rơi khoảng dao động từ năm 15-16 gì đó. Và em sẽ vào trang website bán hàng 300 xe đạp 365.vn, một website chuyên bán xe đạp thể thao, từng review qua mẫu Gian Advent 0 bác nhé. Rất nhiều website, đây website Việt Nam thôi, một trang web của Việt Nam và rất nhiều website mẫu quốc tế khác thì em giới thiệu qua cho các bác. Còn đây là một website về xe đạp thể thao bên thị trường châu Âu, xelink.com. thì nó cũng sẽ giới thiệu qua về cái mẫu Gian TCR Advent 0 để review giới thiệu nó nhé. Qua cái mẫu này, đây chính xác là mẫu nhà em luôn này, cái tông màu xanh đen nó nhé, vẫn là cái tông màu chủ đạo, tông màu xanh đen, mẫu model Advent 0. Vâng, thì em vừa giới thiệu qua cho bác về cái mẫu Gian TCR Advent 0, mẫu dòng Advent cao cấp của dòng trong vòng xe composite. Và cũng là cái mẫu chính xác là mẫu của cái website vừa rồi em đăng lên cho các bác xem. Tông màu đen xanh trắng, tông màu chủ đạo của xe. Xe làm từ hợp kim carbon Gian Advent composite. Siêu nhẹ nhé. Các bác nào có thể tìm hiểu thêm về thông số của xe trên website hoặc trên Google có nhé. Toàn tiếng Anh luôn. Có mỗi một bài duy nhất là tiếng Việt thì em cho bác tham qua. Hầu như còn tiếng Anh nên là em không có thời gian dịch. Sau đó thì tìm hiểu. Thì Advent thì em giới thiệu thêm cho bác là Advent thì rất nhiều cái model của xe. Ví dụ như là Gian Advent 0123 thì trong đó là cái mẫu model 0 là mẫu model cao cấp nhất của dòng xe Gian. Bất kể cái model nào của xe cũng vậy, không cần phải là Advent. Ví dụ như XKSL1 và SL2 thì XKSL1 sẽ đắt hơn. Đấy là em nhớ chuyện qua bác phải qua bác tìm hiểu thêm về cái thương hiệu của Gian. Toàn bộ khung xe là toàn bộ là làm từ hợp kim composite luôn nhá. Xe được trang bị với chạy dây âm bên trong, bên phía đuôi Gian Advent này, Advent tre. Và chắc chắn là xe được xuất hiện dòng xe Gian quốc tế rồi, bác nhìn Taiwan, hai chân đen. Đó là các bác để ý nhá. Chính hãng của Gian luôn, mẫu dòng Gian cao cấp tem vàng nguyên chân xe. Và cái tông màu xanh đen vàng này, tông màu xanh đen trắng, đây là cái tông màu đẹp nhất của dòng xe Gian, dòng xe đua Gian không. Cũng được rất nhiều các diễn đàn của xe đạp quốc tế review giới thiệu, đánh giá rất là cao. Tuy là cái model của cái thế hệ trước đây, nó động khoảng tầm 14-15 mà xe em thấy là sử dụng còn rất là tốt, rất là đẹp đó nhé. Cổ phốt kia đông chính hãng của Gian Connect, cổ phốt kia đông cao cấp nguyên bản cho xe, kia đông thì là của Ulo 6061 series 6000. Tay quấn hiệu cao cấp của Pro Palm, tay quấn nguyên zin nhé, tay quấn Pro Palm này,
có vào sơn xe, bác biết là đây quấn nguyên zin rồi, bác thấm mồ hôi tốt, bền hơn so với tay lắp bình thường. Cho sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của Shimano 105. Toàn bộ xe chạy với bộ dây âm cung bên trong, đằng trước, luồn phía trước đằng cung luôn, âm chạy ra phía đuôi xe. Bên phải là một trang bị với bên tay lắp chính hãng của Shimano 105. Đằng trước được sử dụng với cụm phanh ba mạch của Shimano 105. Sau trang bị với full group 105 nhé. Càng chính hãng của Gian, càng TCG Composite. Một bài viết trời nhỏ đấy nhá. Nhưng mà xe có quá trình sử dụng rồi nên không phải tránh khỏi rồi. Nhưng mà tổng thể xe nó rất là đẹp đó nhá. Vành lan thưa, vành cao cấp của Gian TCG, chính hãng của Gian luôn đó nhá. Vành của PR2, vành nhôm 2 lớp, make in Đài Loan luôn này. Đa số những dòng xe cao cấp của dòng Gian quốc tế thì đều là quốc tế hoàn hết. Lốp cao cấp này, lốp Continental Ultra Sport này. Lốp cao cấp này, lốp còn rất là mới luôn. Xe cao cấp đâm đồ đạc trên xe cũng là rất là xịn sò. Dưới gầm xe vẫn còn mã vạch chính hãng của xe, phía dưới khung. Đồ đĩa Shimano 105, đạt đĩa Shimano 105. Học yên bản theo xe. Yên Sheldon Doi. Đấy, yên cao cấp luôn đó. Yên hiệu nhá. Yên này, Sheldon Doi này. Yên SR2. Yên phần dòng xe ra cao cấp. Của Shimano 105 trang bị với 10 tầng lip, Meyer và vành chính hãng của Gian, Meyer vành thương cùng Meyer vành thương của PR2 cao cấp của chính hãng Gian luôn. Lốp sau giờ lốp Hutchinson, lốp Hutchinson, lốp Nitro 2, lốp vỏ mỏng siêu nhẹ cho cặp bánh đằng sau. Cọc yên cũng có cọc yên dẹp đó nhá, thân dẹp, cọc yên carbon, nguyên zin theo xe. Bây giờ xin là cho các đứng của. Vâng, cho các đứng của khung xe là size 53. Chiều ngang khung là size 54. Xin chào các bác là từ 1m trên 1m7 như vừa nhá, size M trên 1m7. Trên 1m7 như vừa. Sẽ trang bị với full group Shimano 105. Mở đường lip, lên lip thôi. Xuống lip. Rất chân chùi mượt mà. Bên phải em bằng đùi đĩa 1.5. Bên em bạc đạn của Deptopec. Xuống đĩa, lên đĩa, đạt đĩa 1.5 luôn. Rất là bon xe. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Ran cao cấp chính hãng của Gian, model Gian TCG Composite Advanced 0, mẫu model cao cấp của Gian được trang bị với khung group 1.5, khung càng và cọc yên là carbon của Composite, và xe giá tốt bên em là 24.800.000, bao ship toàn quốc khoảng 1 năm. Đó là công ty liên hệ Zalo 0975 709943 với duy nhất là cái xe đạp. Nhấn đăng ký theo kênh và hẹn gặp lại ngày mai.